Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, dù giàu hay nghèo đều sẽ có lúc gặp nghịch cảnh, khó khăn. Nhưng điều khác biệt chính là thái độ của người giàu và người nghèo khi đối mặt với khó khăn. Sở dĩ người có thể trở nên giàu có, khó khăn càng nhiều thì họ càng dũng cảm. Ngược lại, khi đối mặt với sự nghiệt ngã của cuộc đời, nhiều người nghèo thường không biết tự đứng lên sau khi ngã. Vì vậy, mãi mãi dậm chân tại chỗ. Đây là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa người giàu và người nghèo. Có thể thấy, thành công hay không chủ yếu là do cách chúng ta suy nghĩ để hình thành và trau dồi những thói quen tích cực, giữ cân bằng giữa ý tưởng và cam kết thực hiện. Rất nhiều người mong muốn đạt đến vinh quang nhưng lại thường chỉ để điều đó xuất hiện trong suy nghĩ mà không hiện thực hóa được. Đó là bởi họ đã vô tình bỏ qua 3 tư duy điển hình được coi như chìa khóa thành công của các vĩ nhân. Điều kỳ lạ là những bí kíp này vô cùng đơn giản, ai cũng có thể dễ dàng thực hiện nếu thật sự nghiêm túc và kiên trì. Rốt cuộc, 3 tư duy làm giàu đáng giá hơn vàng bạc châu báu mà bất cứ ai thành công cũng không nên bỏ qua là gì? Chúng ta có thể vận dụng các kiểu tư duy người giàu này vào cuộc sống của chính mình như thế nào? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chắc hẳn ai cũng biết, thông minh và giàu có đã trở thành nhãn mác cố hữu của người Do Thái. Do đó, đối với họ, việc thay đổi từ nghèo khó thành giàu có là một vấn đề đơn giản đối với họ. Trong đó, tư duy nước sôi của người Do Thái đã khiến họ trở nên bất khả chiến bại. Trên thực tế, trong mắt người Do Thái, một cuộc sống không như ý giống như một nồi nước sôi. Trong nhiều trường hợp, bạn chỉ đơn giản là không thể thoát khỏi những khổ đau và bất hạnh mà nó mang lại cho bạn. Nhưng chỉ cần bạn đang hiểu được tư duy nước sôi, thì dù cuộc đời có rơi xuống đáy vực, bạn vẫn có thể tự mình đứng lên. Vậy bạn đã biết về suy nghĩ nước sôi của người Do Thái là gì hay chưa? Trong cộng đồng người Do Thái, có một câu chuyện như vậy. Con gái của một người đàn ông Do Thái giàu có bắt đầu cảm thấy rất buồn vì bạn bè đều xa lánh. Thậm chí, chính cô cũng muốn buông xuôi chính mình. Cô luôn cảm thấy bản thân đã mất hết hy vọng và cuộc sống không thể quay trở lại như trước. Vì vậy, cô ấy suốt ngày phàn nàn rằng cuộc sống quá khó khăn và cô ấy quá bất hạnh. Người cha nhìn thấy con gái ngày ngày buồn rầu như vậy rất đau lòng. Ông lấy 3 chiếc bình đựng đầy nước đặt trước mặt con gái, rồi cho một củ cà rốt vào chiếc bình thứ nhất, bỏ một quả trứng vào chiếc bình thứ hai. Trong chiếc bình thứ ba, ông cho một ít cà phê xay vào, và sau đó đun sôi chúng cùng một lúc. Một lúc sau, nước trong nồi đã sôi, người cha liền tắt lửa. Tất cả những gì thấy được là cà rốt ban đầu tương đối cứng đã được luộc chín đến mềm. Quả trứng dễ vỡ, không những không còn dễ vỡ mà còn đàn hồi. Mạnh nhất là cà phê xay, trực tiếp làm thay đổi chất lượng nước. Màu sắc và hương vị đã biến nước đun sôi bình thường thành cà phê thơm ngon. Cô con gái ban đầu không hiểu những gì người cha muốn nói với mình. Nhưng sau lời chỉ dẫn của cha, cô đã hiểu ra một sự thật. 3 thành phần trong 3 chiếc bình tượng trưng cho 3 thái độ khác nhau đối với cuộc sống. Dù trong cùng một môi trường, bột cà phê, thứ dường như kín đáo và bất lực nhất, cuối cùng lại có thể thay đổi nghịch cảnh giống như mình muốn. Thay vì trở nên yếu ớt trong cuộc sống như một củ cà rốt, câu chuyện này tuy ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều sự thật. Khi gặp khó khăn, bạn cũng có thể rút kinh nghiệm và mạnh mẽ đứng dậy khi nhớ lại tư duy nước sôi này. Tuy nhiên, từ câu chuyện trên của người Do Thái, chúng ta còn nhận ra được 3 tư duy làm giàu đỉnh cao mà hàng chục cuốn sách về thành công cũng chưa chắc đã chỉ ra rõ ràng tới vậy. Đầu tiên, đừng than phiền, hãy luôn lạc quan chính là quan điểm thành công của rất nhiều vĩ nhân trên thế giới. Bạn có bao giờ than phiền về cuộc sống của mình, bạn không hài lòng với những gì đang diễn ra xung quanh và luôn cảm thấy bức bách? Có thể nhiều người trong chúng ta không biết hoặc không ý thức được rằng một thói quen mà hầu hết tất cả mọi người đều mắc phải đó chính là than phiền. Chúng ta than phiền về mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, về thời tiết, về sức khỏe, về công việc, về học tập, về những người xung quanh, từ những câu chuyện đơn giản, vô thưởng, vô phạt hàng ngày. Trời lạnh không chịu nổi, đường đông quá không biết bao giờ mới tới được cơ quan, việc này khó quá sao mà làm, cho đến những vấn đề quan hệ, tâm lý phức tạp. Chẳng có ai quan tâm đến tôi hết, ở chỗ làm toàn đồng nghiệp khó ưa, con người bây giờ thật là thiếu văn hóa, công việc này quá nhàm chán. Nếu để ý kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy sự tồn tại của những lời than phiền ở khắp mọi nơi. Nhìn chung, chúng ta thường hay than phiền khi gặp chuyện gì đó xảy ra không đúng như mong đợi. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta muốn được than phiền với người khác về những vấn đề của mình. Một trong những nguyên nhân chính đó là vì chúng ta cần giải tỏa sự tiêu cực và bất mãn.
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người mà đối với họ, việc than phiền đã trở thành một thói quen, khiến họ có xu hướng dễ bất mãn và muốn than phiền về bất cứ chuyện gì, dù là to hay nhỏ, xảy ra trong cuộc sống. Thực ra, cuộc đời mỗi người là một cuộc chiêm nghiệm. Khi gặp khó khăn, dù bị bỏ rơi, xa cách, thì điều không nên có nhất là suy nghĩ của bạn bị mắc kẹt trong đó và kết tội bản thân không đủ tốt, đáng bị như vậy, rồi than vãn cuộc sống. Bởi than phiền không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến bạn bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực. Bạn sẽ chẳng làm được gì khác nếu cứ duy trì trạng thái này lâu, chứ đừng nói đến việc lội ngược dòng thành công và trở nên giàu có. Để luôn lạc quan và có cái nhìn tích cực với mọi thứ đòi hỏi bạn phải luyện tập. Khi bạn nhận thấy mình đang nghĩ hoặc đang nói một lời nhận xét tiêu cực về một điều gì đó hoặc một ai đó, hãy dừng lại và buộc mình phải nói một điều gì đó tích cực để thay thế. Tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè để ngăn bạn lại khi bạn than vãn và giúp bạn nhận ra mặt tích cực của vấn đề. Thứ hai, để thành công hơn nữa, bạn phải nhận định rõ ràng rằng người giúp được mình chỉ có chính mình. Chắc chắn rằng nhiều người luôn mong chờ miếng bánh trên đời, sẽ có người xuất hiện, kéo bạn từ trong bóng tối ra mà không nỗ lực để giải quyết khó khăn, lựa chọn chờ đợi không ngừng. Nhưng cho tới cuối cùng, chờ đợi chỉ đang nuốt chửng bạn trong tuổi già và sự cô quạnh mà thôi. Thực tế là không có chiếc bánh nào tự dưng rơi xuống cả. Tất cả những gì chúng ta mong muốn thì phải dùng chính sức lực và sự cố gắng của bản thân mà đạt được. Hãy hiểu rằng nếu bạn không chăm chỉ, không học cách đối mặt với khó khăn, thì khi người khác muốn đưa tay giúp đỡ cũng không thể tìm thấy đôi tay cần được giúp đỡ của bạn. Bởi vậy, chỉ cần bạn trước tiên trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành quý nhân của chính mình, tự nhiên sẽ có càng nhiều người vây quanh, thậm chí có càng nhiều người sẵn sàng chủ động giúp đỡ bạn. Không có bữa trưa nào miễn phí, nhưng thường có những cơ hội bất ngờ. Những người bình thường đã thành công sau thời gian dài làm việc chăm chỉ, với tầm nhìn và tư duy tốt, bạn có thể nắm bắt được những cơ hội không ai thấy, nỗ lực nâng cao năng lực để tự tạo ra chiếc bánh may mắn của mình. Bạn sẽ có cuộc sống mình mong muốn. Và cuối cùng, thay đổi tam quan của bản thân cũng là một trong những tư duy quan trọng quyết định sự thành bại trong cuộc đời mỗi người. Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Mỗi người sẽ có những quan điểm về tam quan khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đang thấy rằng những điều bạn suy nghĩ, hành động theo mãi không thể khiến cuộc đời của bạn trở nên tốt hơn, thì chắc chắn đã tới lúc bạn cần phải thay đổi những ý niệm và phong cách sống. Để thay đổi hành vi và thái độ của mình, đầu tiên bạn cần phải thay đổi niềm tin cốt lõi của bạn về sự thay đổi. Niềm tin cốt lõi này ở sâu trong tâm trí bạn, mà có thể tìm thấy ở một góc trong tâm hồn. Bạn cần thay đổi niềm tin cốt lõi đó bằng một điều gì đó lạc quan, vững vàng, tràn đầy sự hy vọng và khích lệ, thành một phương châm mạnh mẽ để nói rằng tôi xứng đáng và tôi có thể làm được. Thực tế cho dù phải chạm đáy nhưng cơ hội vẫn còn. Nhưng nhiều người lại lựa chọn chìm đắm trong bóng tối, không tìm được hướng đi, chạy theo xu hướng từng chút một, bất chấp họ có phù hợp với mình hay không. Và cuối cùng, những người khác đã thành công nhưng họ vẫn giữ nguyên vị trí. Lúc này, điều quan trọng nhất là sự thay đổi đến từ tư duy và tìm ra phương pháp, cách nghĩ phù hợp với mình. Trong nghịch cảnh, hãy tìm một cơ hội tốt để sống cuộc đời của bạn theo cách bạn muốn. Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn một ứng dụng có tên là 365 ngày phát triển bản thân, sao chép thần tốc bộ mã tư duy của những người thành công xuất chúng. Ứng dụng này sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn hàng trăm chuyên đề và kỹ năng quan trọng nhất của cuộc đời, được chất lọc từ bao thế hệ những người xuất chúng. Đó là những kiến thức khoa học trải dài nhiều lĩnh vực, được sắp xếp và tham khảo từ vô vàn cuốn sách và chương trình đào tạo phát triển con người hàng đầu. Ứng dụng sẽ đi thẳng vào những điểm tinh túy nhất của những người giỏi nhất, chuyển hóa thành các chuyên đề thật cô đọng, ngắn gọn để giúp bạn có thể nhanh chóng nắm được cốt lõi bản chất vấn đề. Bạn chỉ việc học và lắng nghe các chuyên đề mỗi ngày để có thể thấu hiểu và sở hữu được bộ công cụ tư duy và kỹ năng xuất sắc của những người thành công xuất chúng. Ứng dụng này giống như một chương trình rèn luyện bản thân trọn đời bỏ túi, không rườm rà, không mất nhiều thời gian, không phải tốn hàng trăm triệu. Bạn đơn giản học ngay lập tức những chuyên đề tư duy và kỹ năng cốt yếu được kết tinh bao đời. Những kiến thức này sẽ ngấm dần và nảy mầm trong bạn. Bạn sẽ tìm được cách ngắn nhất để đi vào trong sâu thẳm và sao chép bộ mã tư duy của những con người nổi trội hàng đầu. Còn chờ gì nữa, các bạn hãy bấm vào đường link ở phần mô tả của video để nhận phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi về ứng dụng 365 ngày phát triển bản thân.
Hãy cứ tiến bộ hơn 1% mỗi ngày, rồi đỉnh cao sẽ theo đuổi bạn. Thái độ của một người quyết định tầm cao của cuộc đời người đó. Một người thực sự thành công không nhìn vào việc bản thân leo cao như thế nào trong thời điểm thuận lợi, mà là cách họ đối mặt với bóng tối trước mặt trong nghịch cảnh. Vì vậy, nếu bây giờ bạn đang ở trong tình trạng tồi tệ đi nữa, bạn cũng có thể học cách suy nghĩ nước sôi của người Do Thái trước. Sau đó, ghi nhớ 3 tư duy làm giàu đỉnh cao mà bí quyết thành công chia sẻ ở trên. Cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý, đường đời của ai cũng có lúc thăng trầm, có thể là về sự nghiệp, tình cảm, cuộc sống. Lúc này đừng để bản thân quá buồn hay quá thất vọng, mà hãy đứng dậy thật mạnh mẽ và tiếp tục tiến bước lên phía trước các bạn nhé. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh trong đại dịch lần này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.